từ miền Nam California, Hoa Kỳ. Chúng tôi là Trần Phong Vũ. Trước hết xin có lời cảm ơn ban tổ chức đã ưu ái dành cho tôi vinh dự được góp tiếng trong diễn đàn quan trọng này hôm nay. Nhân đây tôi cũng không quên cảm ơn ký giả Phong Trần đã hỗ trợ tôi về mặt kỹ thuật. Kính thưa quý vị trưởng thượng và các bạn trẻ khắp nơi, phần chia sẻ của tôi sẽ gói gọn trong vòng 30 đến 40 phút. Sau đó, chúng ta sẽ có một giờ để đàm đạo về chủ đề đã được thông báo. Để quý vị dễ dàng theo dõi, tôi xin thưa trước là bài chia sẻ có 4 phần. Phần thứ nhất, tóm lược tình hình chính trị Hoa Kỳ sau cuộc bầu cử ngày 3 tháng 11 năm 2016, vốn đã tạo nên một kết quả bất ngờ đau đớn, không được tiên liệu đối với truyền thông và các chính trị gia cánh tả. Bước sang phần thứ hai, dựa vào những chứng từ đáng tin cậy của một nhà chính trị danh tiếng Hoa Kỳ liên quan tới sự sụp đổ của nền đệ nhất Cộng hòa Việt Nam ngày 1 tháng 11 năm 1963, 57 năm trước, tôi đã chia sẻ cùng quý vị và quý bạn trẻ về căn tính bất lương của hệ thống truyền thông thiên tả Mỹ. Nó không chỉ giới hạn những ác quả khốc hại cho thân phận Việt Nam chúng ta, mà còn liên hệ tới sự vùng lên của chủ nghĩa phát xít Đức trong đệ nhị thế chiến, sự toàn thắng của chủ nghĩa cộng sản do Mao Trạch Đông phát động tại Hoa Lục, của Fidel Castro tại đảo quốc Cuba ngay sát nách Hoa Kỳ, và của Tito, lãnh tụ đệ tứ cộng sản ở Nam Tư. Bước sang phần thứ ba, tôi sẽ có cơ hội thưa cùng quý vị về những trò ma mị mà hệ thống truyền thông thiên tả do bị mua chuộc cách nào đó đã thông đồng với những chính trị gia cấp tiến đầu sỏ của Đảng Dân Chủ như bà Hillary, người đã bị thất cử một cách bất ngờ đau đớn năm 2016, và chồng bà, ông Clinton, bà Pelosi, Chủ tịch Hạ viện, cùng với vợ chồng ông Barack Obama, vị Tổng thống da màu theo Hồi giáo, đã mãn nhiệm nhưng vẫn còn nuôi mộng triệt hủy nền văn minh Thiên Chúa giáo của Việt Trung Quốc Hoa Kỳ. Với sự tiếp tay của truyền thông, họ đã bám vào điều gọi là căn bệnh kỳ thị có hệ thống trên đất Mỹ để dung dưỡng cho sự bùng nổ của một phong trào BLM, Antifa và Anarchy, một tổ chức có nhiều liên hệ với Cộng sản. Kết thúc là phần thứ tư, khép lại bài chia sẻ, chúng tôi sẽ trưng dẫn một vài sự kiện với việc thật, người thật, để minh họa cho bức tranh toàn cảnh cùng với những suy nghĩ chót trước khi kết thúc để trả lời cho câu hỏi những công dân Mỹ gốc Việt cũng như người dân Hiệp Trung Quốc. Chúng ta phải phản ứng ra sao và phải làm gì trước khi tình trạng trở nên quá trễ? Và bây giờ, thưa quý vị, tôi xin bắt đầu câu chuyện của chúng ta với phần 1. Gia đình tôi qua Mỹ tị nạn từ năm 1975. Trong 45 năm dài, chúng tôi đã chứng kiến khá nhiều cuộc tổng tuyển cử lựa chọn nguyên thủ quốc gia và các đại diện vào lưỡng viện Quốc hội Hiệp Trung Quốc Hoa Kỳ. Nhưng phải nói là chưa lần nào tôi thấy giới truyền thông bị chỉ trích, nếu không muốn nói là mạt sát, thậm chí lăng mạ, nặng nề như trong cuộc tổng tuyển cử lần này. Dư luận quần chúng khắp nơi khắc nghiệt lên án là mọi tiêu chuẩn về lương tâm, đạo đức nghề nghiệp đã bị những người cầm kịch hệ thống truyền thông Mỹ vứt vào sọt rác. Nó không còn giới hạn trong phạm vi cá thể, mà thường như được điều hướng dẫn dắt từ một khối lực có tổ chức quy mô đâu đó. Điều kỳ lạ là nó còn đánh án trong cả giấy làm truyền thông của các cấp dân thiểu số, kể cả chuyên nghiệp lẫn tài chính, trong đó có truyền thông Việt Nam chúng ta. Bước qua đầu năm 2020, thời điểm có một cuộc tổng tuyển cử theo thông lệ được ấn định vào ngày 3 tháng 11 tới đây, cũng là lúc đại dịch Vũ Hán bùng phát nhưng bị Bắc Kinh ếm nhẹm,
và cho đến 2 tháng sau, thế giới tự do, trong đó có người dân Mỹ mới được báo động. Cả một mảng truyền thông vĩ đại gồm những tờ báo, những kênh truyền hình mang tầm vóc quốc tế bắt đầu đẩy mạnh tác vụ lèo lái dư luận, từng được khơi động ngay sau cuộc tổng tuyển cử cuối năm 2016, khi bà Hillary đại diện của đảng Dân Chủ bất ngờ bị thảm bại trước ứng cử viên tay mơ của đảng Cộng Hòa là ông Donald Trump. Nói bất ngờ quả thật không sai. Trước hết, ngay từ khi tên ông tỷ phú bất động sản này xuất hiện trong danh sách những khuôn mặt chính trị hàng đầu của đảng Cộng Hòa, khi ấy có lẽ ít ai nghĩ ông ta có thể đánh bại 20 đối thủ gạo cội để giành được vị trí ứng viên chính thức trong đảng Cộng Hòa. Nhưng rồi chuyện lạ, tuy khó tin, nhưng đã xảy ra. Tuy nhiên, để đối đầu với một ứng viên có bề dày thành tích và kinh nghiệm nội trị cũng như ngoại giao, lại thuộc phái nữ, vốn là niềm mơ ước một cơ hội bằng vàng để có một tổng thống cùng giới tính của đa số cử tri nữ thuộc hai đảng, như bà Hillary, nguyên đệ nhất phu nhân tổng thống Clinton và từng là thượng nghị sĩ là ngoại trưởng trong chính quyền Barack Obama vừa mãn nhiệm, sẽ không phải là chuyện dễ dàng. Ấy vậy mà trên thực tế, chuyện ngựa về ngược đã tái diễn. Giây phút ông Donald Trump thắng cử được công bố, cũng là lúc có tin đồn tạp chí Newsweek đã in sẵn số báo mới với trang bìa mang hình bà Hillary, tân tổng thống thứ 45 của Hiệp Trung Quốc Hoa Kỳ. Sau đó, các trang mạng xã hội lại truyền tay nhau tấm hình bà Hillary khóc ròng, được ghi chú bên dưới là bà khóc khi hay tin mình thất cử. Điều này thực hư ra sao, cá nhân chúng tôi quả thật không rõ. Cho nên chúng ta phải hiểu chuyện không may này xảy ra đối với đảng Dân Chủ, cách riêng với bà Hillary phải là một nỗi đau pha lẫn tủi nhục và căm hờn lớn lao như thế nào. Riêng với cựu Tổng thống Obama, sự kiện này còn là một lực cản bất ngờ cho những âm mưu toan tính chính trị của ngài Tổng thống da màu đầu tiên trong lịch sử nước Mỹ vừa mãn nhiệm với nhiều luyến tiếc. Đối với những truyền thông, thảm bại không một dấu hiệu báo trước của bà Hillary và đảng con lừa trong cuộc bầu cử năm 2016. Nỗi đau nhục này đã mang trạng thái của một tập đoàn kiêu căng hãnh chiến ngầm với chức danh đệ tứ quyền lần đầu tiên bị hạ đo ván bởi chính trị gia tài tử vừa trên nước chân giáo bước vào lãnh địa dành riêng cho những chính khách nhà nghề. Vì thế, không phải chờ tới ngày ông Trump chính thức tuyên thệ, cả một hệ thống truyền thông cánh tả cúc cung tận tụy tiếp tay khuôn mặt đầu sỏ trong đảng Dân Chủ vây quanh hai ông cựu tổng thống Dân Chủ Clinton và Obama, mở đầu một chiến dịch quy mô quyết liệt chống lại vị tổng thống vừa đắc cử vẻ vang. Đây quả là một hiện tượng trái thường tôi chưa từng thấy khi chứng kiến cả chục cuộc bầu cử về cầm đầu Hiệp Trung Quốc Hoa Kỳ trong 45 năm qua. Theo truyền thống cả trăm năm, trong suốt thời gian tranh cử, các ứng viên của các chính đảng Dân Chủ Cộng Hòa, kể cả độc lập, ngoài nỗ lực trình bày tô vẽ cho chủ trương kế sách trị quốc an ninh của đảng mình để thuyết phục thu hút lá phiếu cử tri, nếu muốn, họ còn có thể vận dụng tất cả những thủ thuật riêng để triệt hạ đối phương, bao gồm những đòn phép vạch lá tìm sâu để bôi nhỏ lẫn nhau. Nhưng khi kết quả được công bố, kẻ thua cuộc luôn giữ được tập tục văn minh cao đẹp của bao thế hệ của một cường quốc hàng đầu thế giới tự do, vui vẻ gọi điện thoại chúc mừng người vừa được dân chúng tín nhiệm là tổng thống của họ trong nhiệm kỳ tới. Trong ngày đăng quang của tân tổng thống, người ta không chỉ thấy sự hiện diện hai ứng viên tổng thống và phó tổng thống bên kia cuộc, mà còn nâng đảo những viên chức cao cấp
thì các cựu tổng thống, các tổng bộ trưởng trong chính quyền về mãn nhiệm, trong thân tâm chắc chắn đảng thua cuộc, không khỏi tiếc nuối. Đó là lẽ thường tình, ai cũng hiểu được. Nhưng với tinh thần hóa thượng, lòng yêu nước, họ biết vượt qua một bên để chỉ thấy con đường lớn trước mặt, vẫn mở ra cho họ cơ hội được hiến pháp bảo đảm trong một cuộc tranh đua công bằng trong nhiệm kỳ 4 năm sắp tới. Về phía quần chúng cử tri, dù vị tân lãnh đạo đất nước chỉ có trên dưới 50% dân số bỏ phiếu bầu chọn, nhưng 50% còn lại vẫn như vẻ coi khuôn mặt người đắc cử là tổng thống của toàn dân Việt chủ quốc. Về phía hệ thống truyền thông dòng chính, cho dẫu vẫn tồn tại sự đối kháng cách nào đó, nhưng cung cách biểu lộ vẫn biết tự chế trong phạm vi hiểu biết có thể được đám đông quần chúng chấp nhận. Và như thế, sau một cuộc thay mặt đổi ngôi ở thượng tầng kiến thức quốc gia, nhịp sống xã hội Hoa Kỳ vẫn bình thường trôi chảy. Tuy nhiên, nói vậy, nhưng trong thực tế không phải hoàn toàn lúc nào cũng như vậy. Tuy nhiên, tùy theo trình độ hiểu biết và sự lương thiện diễn ra ở những cấp độ hoàn toàn khác nhau. Thí dụ những gì chúng ta đang chứng kiến hiện nay. Bây giờ tôi xin bước sang phần thứ hai để nhìn lại 57 năm qua truyền thông xuyên tạc đã làm gì cho thế giới, cho Hoa Kỳ và cho cả Việt Nam chúng ta. Mời quý vị nghe qua những chính trị của thượng sĩ Thomas đó, người có đủ tư cách và thẩm quyền giúp chúng ta trả lời câu hỏi nhức nhối tôi vừa nêu ra. Thượng nghị sĩ đó sinh năm 1907, mất năm 1971. Ông thuộc đảng Dân Chủ, từng là dân biểu 2 nhiệm khóa tại Hạ viện. Sau đó trở thành thượng nghị sĩ thuộc Ủy ban Tư pháp Thượng viện Hoa Kỳ. Ông là một chính khách Mỹ nổi tiếng, đáng kính trọng. Khác với nhiều đồng Việt đương thời, ông ủng hộ triệt để việc Hoa Kỳ chủ trương tham chiến ở Việt Nam để ngăn chặn chủ nghĩa cộng sản và giúp đỡ nhân dân Việt Nam Cộng Hòa ngăn chặn làn sóng đỏ. May mắn, cá nhân tôi có dịp đọc qua bản tường trình của Phái bộ Liên Hiệp Quốc đi tìm sự thật tại Nam Việt Nam tháng 10 năm 1963 do chính cổ cố Tổng thống Ngô Đình Diệm gửi thư mời đến ông Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc Yêu Tăng thời bấy giờ. Và đã được Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ lưu trữ, trong đó có kèm theo lá thư của Thượng nghị sĩ đó gửi người đồng viện là Thượng nghị sĩ James Eastland, Chủ tịch phân ban Nội An Thượng viện. Tâm thư ông tỏ ra rất trân trọng nội dung bản tường trình, là một chính khách nặng lòng đối với Việt Trung Quốc. Sự sụp đổ của nền đệ nhất Cộng hòa Việt Nam giúp ông nhận ra những khuất tất có dự mưu của hệ thống truyền thông Mỹ Quốc cùng với sự lệ thuộc quá nhiều của chính quyền Kennedy và những nguồn tin báo chí Mỹ bất lương khi ấy. Ông viết, xin trích, Phái bộ như bản tường trình cho thấy đã có thể phỏng vấn một số lãnh tụ Phật giáo và lãnh tụ thanh niên mà báo chí tường trình là đã bị giết thích nó. Cũng không thể tìm ra bằng cớ chứng minh cho những bản tường trình đã được đăng trên báo chí rằng trong cuộc an ninh bố đát, các nhà sư đã bị quăng xuống đất từ trên lầu cao của chùa Xá Lợi. Điều mà tất cả những bản tường trình đạt được, theo ý kiến của tôi ở đây là thượng nghị sĩ đó, ấy là một lần nữa dân Mỹ đã bị thông tin sai lạc cách trầm trọng bởi một số báo chí về tình hình của một đất nước xa lạ mà rất liên quan đến họ. Chúng ta được cho biết rằng chính phủ ông Diệm đã có tội trong việc đàn áp tôn giáo một cách tàn bạo
đến nỗi làm cho các thầy tăng ngây thơ vô tội buộc phải tự sát. Người dịch có để trong mặt là tự thiêu, cái từ mà được dùng thời đó để phản đối. Bây giờ hóa ra chuyện đàn áp đó hoặc là không có, hoặc đã bị thổi phồng rất nhiều, và là sự giấy động chủ yếu là một sự giấy động chính trị. Hết tích. Để chứng minh cho niềm tin của mình, thượng nghị sĩ Dodd nêu lên vài trường hợp cụ thể trong quá khứ và cả trong thời điểm lúc bấy giờ, cho thấy tính chất bất lương của hệ thống truyền thông báo chí Hoa Kỳ. Đầu tiên, trong đệ nhị thế chiến, nhiều tờ báo Mỹ tung tin. Ở đây, tôi xin trích lại lời của thượng nghị sĩ Dodd. Mikhailovich là người hợp tác với quân đồng minh và Tito là một nhà ái quốc vĩ đại theo chủ nghĩa quốc gia. Kết cuộc, tướng Mikhailovich là kẻ phản bội và sự thiết lập chủ nghĩa cộng sản ở năm tư. Đến chỗ này tôi cần phải mở dấu ngoặc để dẫn giải thêm một chút. Trước khi đặt câu hỏi với nhà văn Trần Phong Vũ thì... Báo chí đã nói ngược lại hai nhân vật ở đây là Mikhailovich và Tito. Tito ai cũng đã biết là một trong những người lãnh tụ cộng sản của năm tư. Và Mikhailovich không phải là cái người hợp tác với đồng minh mà là người chống lại đồng minh. Nhưng mà lúc bây giờ báo chí đã nói ngược lại để mà đánh lừa dư luận của Hoa Kỳ. Và vì vậy cho nên ông mới nói kết cục tướng Mikhailovich là kẻ phản bội và sự thiết lập chủ nghĩa cộng sản ở năm tư của Tito. Hết tích ở đó. Sau Thế chiến thứ hai, một số báo chí Mỹ lại đưa tin Tưởng Giới Thạch là một tên lừa đảo và những người cộng sản Trung Quốc là những nhà cải cách ruộng đất. Và kết quả là sự nhìn gà hóa quốc này đã dẫn đến chuyện thiết lập chế độ cộng sản ở Trung Quốc. Tôi cũng cần phải mở dấu ngoặc để mà dẫn dài một tí. Ai cũng biết là Tưởng Giới Thạch là một lãnh tụ lớn, là một nhân vật lớn thuộc Quốc Dân Đảng của Trung Hoa và đã cầm quyền ở Trung Hoa rất lâu cho đến khi bị Mao Trạch Đông lật đổ. Thế mà lại truyền thông lại nói rằng Tưởng Giới Thạch là một tên lừa đảo và nói rằng là những người cộng sản Trung Quốc là những nhà cải cách, trong đó có Mao Trạch Đông thì chúng ta đã biết rồi. Và cuối cùng kết quả đưa tới cái chuyện mà tác giả dùng cái từ gọi là nhìn gà hóa quốc đã dẫn tới chuyện chế độ cộng sản được thiết lập ở Trung Quốc. Tôi xin nói tiếp. Chưa hết, vẫn theo thượng nghị sĩ Dodd, ở trong lá thư của ông, mới đây thôi, có những tờ báo nói cho dân Mỹ biết rằng Castro không phải là một tên cộng sản, mà là một kết hợp giữa Robin Hood và Thomas Jefferson. Và kết quả là một chế độ cộng sản đã ra đời ở Cuba. Trở về với hệ quả tệ hại trước mắt của biến cố mùng 1 tháng 11 năm 1963, thư của thượng nghị sĩ Thomas Dodd gửi thượng nghị sĩ James Eastland viết với giọng mỉa mai, nhưng qua đó cho chúng ta thấy điều ông tiên đoán đã trở thành sự thật 12 năm sau đó. Xin trích lại. Bây giờ chúng ta lại trở thành nạn nhân của một trò xỏ lá khác. Và rồi hậu quả của chuyện xỏ lá này là chính phủ của Tổng thống Ngô Đình Diệm đã bị tiêu diệt. Và điều này dẫn tới tình trạng hỗn loạn. Và tình trạng hỗn loạn đó đã tạo ra một tình thế là khó mà chống lại chuyện cộng sản thôn tính miền Nam Việt Nam. Hết tích. Từ cách nhìn tiêu cực về bài báo và nói về báo chí và nói chung truyền thông Hoa Kỳ, thượng nghị sĩ Dodd quả quyết là nó đã tạo ảnh hưởng quá tệ cho vấn đề an ninh nội địa Mỹ. Do đó, ông đề nghị thượng nghị sĩ Eastland in và phân phối bản tường trình cho mỗi thượng nghị sĩ, với hy vọng là các vị này sẽ kiếm thì giờ để đọc và suy nghĩ một chút về những hàm ý trong đó.
Ngoài ra ông cũng tỏ ý tin rằng, xin trích một đoạn ngắn nữa, chính điều này có thể giúp ích cho các thành viên báo chí tự vấn về chuyện những tờ báo quan trọng Mỹ đã có thể làm cho chúng ta lầm lạc đến như thế nào trong tình huống vừa được kể trên đây. Hết trích, và bây giờ chúng tôi sẽ chuyển sang phần thứ ba. Từ một quá khứ lỡ lầm kể trên, chúng ta thử suy nghĩ về những trò ma mị dẫn tới cảnh bạo loạn hôm nay. Thưa quý vị, trở về hiện tại, sau cái chết của George Floyd, một người da đen có tiền án và vừa bị cảnh sát chặn bắt vì tình nghi lưu hành bạc giả, các cuộc biểu tình mang danh hiệu BLM diễn ra khắp nước. Ban đầu mang danh bất bạo động, nhưng lâu sau đã biến thành những vụ cướp bóc, đốt phá các siêu thị lớn, thậm chí cả tòa án, công sở, các nơi thờ tự, các thánh đường có lịch sử hàng trăm năm. Đi xa hơn, họ còn giật đổ những tượng danh nhân, trong đó có tượng George Washington, vị tổng thống đầu tiên của Hiệp Trung Quốc, tượng tổng thống Abraham Lincoln, người từng có công bãi bỏ chế độ nô lệ, và tượng các thánh, kể cả tượng Đức Maria, Chúa Giêsu. Đây là lúc BLM đã biến dạng khi có sự hiện diện của Antifa và Anarchy, các nhóm cực tả, cụ thể là những thành phần bạo tợn đang bị vũ khí cùng mình tôn thờ chủ nghĩa Marxist, mang theo những lá đại kỳ của Trung Cộng, Cuba, của Đông Âu cũ, đỏ chói, nghênh ngang diễu hành với thái độ thách thức trên đường phố. Đi xa hơn, đám đông bạo loạn còn ngang nhiên biến cả một khu phố lớn ở Seattle, bang Washington, thành một khu tự trị. Trong nhiều tuần lễ với những rào cản, có người vũ trang đứng gác, không cho bất cứ ai bước qua, kèm theo hiệu lệnh tương tự như một quốc gia tự quản trong một quốc gia mà chính quyền dân chủ địa phương ngó lơ như không có chuyện gì hết, nếu không muốn nói là đồng lõa. Cho đến lúc đó thì cảnh tượng thương vong chết chóc càng lúc càng tăng, mùi suối tông lên, nhờ sự can thiệp của Trung ương mới vãn hồi được trật tự trong cảnh hoang tàn đổ nát. Và trường hợp Seattle, như quý vị đã biết, không phải là trường hợp đơn lẻ. Một sự trùng hợp dễ nhận ra là hầu như tất cả những nơi BLM, Antifa và Anarchy lộng hành nhiều nhất, đập phá, chà đạp lên luật pháp nhiều nhất, đều xảy ra ở những thành phố thuộc các tiểu bang do thống đốc Đảng Dân Chủ nắm quyền. Theo dõi cung cách ứng xử kỳ lạ, thiếu nghiêm túc của giới truyền thông thiên tả, trong thời điểm xảy ra những hành vi bạo loạn vô quân vô pháp này, có lẽ không mấy ai không nhận ra sự bất bình thường hàm ẩn trong đó. Sự trái thường dễ nhận biết nhất, trước hết là những vụ bạo loạn dẫn tới cảnh hoang tàn vô chủ như Portland mới đây và Seattle hồi vài tháng trước, thường chỉ được các cơ quan truyền thông lớn như CNN, Washington Post, New York Times tường tình lấy lệ. Chi tiết về tính nghiêm trọng của những trường hợp tác hại kinh hoàng, đụng chạm tới sự an sinh của người dân, chỉ được phơi bày qua những nỗ lực mang tính cá nhân đột xuất. Thí dụ, ngay giữa thanh thiên bạch nhật hôm 14 tháng 8 vừa qua, phải nhờ các clip video tài tử, người ta mới được chứng kiến tận mắt một nhóm BLM lồng lộn kéo tới trước khu cư trú của người da trắng ở Seattle, đòi chủ nhân phải nhường nhà cho họ. Thưa quý vị, nói tới chuyện này, chúng ta lập tức liên tưởng ngay tới những xã hội cộng sản mà chúng ta đã trải qua. Qua tin tức hàng ngày, qua những người đấu tranh ở trong nước, chúng ta được biết
người cộng sản, họ có thể dùng bất cứ cách nào để họ cướp đoạt tài sản, nhà cửa của dân chúng mà không coi luật pháp ra chi cả. Thành ra chắc chắn chúng ta không khỏi ngỡ ngàng giữa một xã hội văn minh như Hoa Kỳ vào thời đại này mà lại có những cái cảnh tượng người biểu tình đòi chủ nhân phải nhường nhà cho họ, một sự cướp bóc trắng trợn, một cái cung cách đòi hỏi phi lý không ai có thể chấp nhận được. Một thí dụ khác là trường hợp bà thị trưởng Jenny Durkan hiện đang phải đối diện với vụ kiện phải rời chức vụ vì vai trò của bà trong cuộc biểu tình bạo động khởi phát hồi tháng 6 xâm chiếm khu phố trung tâm thành phố Seattle, sau đó lại bị đổi tên mà dư luận cho rằng bà ta đã có thái độ đồng lõa. Nhưng tin quan trọng tương tự chỉ vì đụng chạm tới giới cầm quyền dân chủ do hành vi bạo động trà đạp luật pháp quốc gia mà nhóm BLM gây ra thường rất ít được truyền thông dòng chính loan tải chi tiết. Nhìn về quá khứ của gần 57 năm trước, tức là năm 1963, khi Thượng nghị sĩ Dodd phát hiện những hành vi bất lương của giới truyền thông dòng chính Hoa Kỳ trước, sau Thế chiến thứ nhất và trong biến cố mùng 1 tháng 11 năm 63 tại Việt Nam, người ta thấy tính chất tuy nghiêm trọng, nhưng dù sao nó cũng chưa đến nỗi trực tiếp đụng chạm tới quyền lợi thiết thân của Hiệp Chủng Quốc Mỹ. Nói rõ hơn là ảnh hưởng cụ thể tới an ninh nội địa, nhất là đường lối chính sách và căn tính nhân bản duy linh của nền văn hóa văn minh đặc thù của siêu cường thế giới này. Không có ai phủ nhận trước và sau cuộc nội chiến Bắc Nam, rất nhiều lần đất nước Hoa Kỳ đã từng có những cuộc xung đột dẫn tới đổ máu, đe dọa trực tiếp đến sự vẹn toàn lãnh thổ vì nhiều căn do, trong đó có vấn đề gọi là xung đột chủng tộc. Nhưng tất cả đều trong tầm giới hạn có thể hiểu được, nếu không muốn nói là cần thiết giúp chỉnh sửa lại những khiếm khuyết trong cơ chế điều hành đất nước để đạt tới trình độ tương đối hoàn chỉnh như ngày nay. Thế nên, bằng cái nhìn vô tư, không đoán xét theo thiên kiến, khó có thể phủ nhận một sự thật là nước Mỹ ngày nay đang trải qua nguy cơ của một cuộc khủng hoảng trầm trọng về nhiều phương diện. Trước hết và trên hết là cuộc khủng hoảng về tâm linh. Từ một đất nước nhờ bám trụ vào nền văn minh Thiên Chúa Giáo từ bao đời qua, để đạt được trình độ tiến bộ hùng mạnh bậc nhất thế giới ngày nay, mà do những con nguyên ngoại lai, ngày nay Hoa Kỳ đang bị những thế lực xấu xoay chiều hướng theo chủ nghĩa duy vật chất, coi nhẹ những giá trị tinh thần, chỉ biết chạy theo túi tiền, những lợi nhuận vốn là mục tiêu béo bở để mua chuộc của Bắc Kinh lâu nay. Điều này thì tất cả quý vị đều đã hiểu rồi. Trong thời gian vừa qua, chính quyền Donald Trump đã tố cáo biết bao nhiêu là những cái tội ác của Đảng Cộng sản Trung Hoa, những kẻ đã dùng tiền để mua chuộc, để mà xây dựng, để mà đâm vào những cái viện khổng tử để phá hoại đất nước này, để mua cả đến những nơi như là Hollywood, để mua cả đến những giáo sư ở trong các đại học lớn, để nhằm mục tiêu chiếm cái phần lợi cho mình, để mà ăn cắp những kỹ thuật của Hoa Kỳ bằng nhiều phương cách khác nhau. Bước ngoặt lớn nhất là sự đưa đẩy của lịch sử khiến ông Barack Obama, một người da màu theo Hồi giáo, bất ngờ trở thành vị tổng thống thứ 44 của Hiệp Trung Quốc. Tuy ở vị trí chủ nhân ông Nhà Trắng chọn hai nhiệm kỳ tổng thống 8 năm, nhưng với tham vọng vô biên để có thời gian vo tròn bóp méo đất nước cờ hoa, trở thành một xứ sở phi tôn giáo, phi Thiên Chúa Giáo,
Ông muốn nối dài triều đại của ông bằng cách lần hồi tạo nên một mối dây liên hệ chặt chẽ với bà Hillary Clinton với nhiều thủ thuật khác nhau, phất thời gian dễ dãi để cho đương sự toàn quyền lèo lái đường hướng ngoại giao trong hai nhiệm kỳ dài. Vì đã có dụng ý chuẩn bị cho bà Hillary ra ứng cử sau khi được ông mãn nhiệm, với niềm tin chắc chắn bà sẽ đắc cử với cương vị nữ tổng thống đầu tiên của Hiệp Trung Quốc, nên ông đã tìm cách thuyết phục ông Joe Biden lui bước. Dù trên nguyên tắc, vị phó tổng thống mãn nhiệm thường dễ được đảng đề cử. Điều này lý giải cho những hành vi chưa hề có tiền lệ của ông Obama kể từ ngày phải rời Nhà Trắng. Thay vì hành xử như những đồng nhiệm khác, cùng vợ con trở về nơi cư trú trước để vui cuộc sống mới của một cựu tổng thống, ông thiết lập một bản doanh ngay tại DC, cách tòa Bạch Ốc không xa, với đám đông nhân sự thân tín vây quanh. Điều cần lưu ý là mục tiêu ban đầu của ông Obama chỉ để tiện bề to nhỏ, luận bàn, tìm mưu tính kế với phiên bản tổng thống thứ hai của ông là bà Hillary, mà ông tin như đinh đóng cột là sẽ là người thay thế ông. Như quý vị đã biết, chuyện ngựa về ngược đã làm đảo lộn tất cả. Sự kiện hy hữu này đã tạo nên cảm giác bất ngờ từ công luận, các ông bà thầy bói sáng, tới nỗi đau điếng của người phụ nữ dễ có mấy tay là bà Hillary Clinton và đám đông năng nổ, hãnh tiến trong hệ thống truyền thông thiên tà. Riêng ông Obama cũng đau không kém. Nhưng là người vốn có tiếng là thâm, ông lặng lặng tương kế tiểu kế, biến bản doanh của vợ chồng ông thành một nơi vừa là bộ tham mưu, vừa là một cứ điểm tiến hành tức thời cuộc đại tấn công nhắm vào vị tổng thống thứ 45, ngay từ khi đương sự chưa kịp tuyên thệ để chính thức bước vào Nhà Trắng, khởi đầu nhiệm kỳ 1. Bài điếu văn ông Obama đọc trong buổi tưởng niệm một nhân vật vừa mãn phần mới đây, bỗng dưng biến thành một đề tài cho một cuộc lăng mạ ông Trump, người kế vị ông hơn 3 năm trước. Lần đầu chân diện của ông bộc lộ qua cử điệu hung hãn, giọng nói hằn học khác thường, tiêu biểu cho một con người thâm hiểm, tham quyền cố vị, luôn nuôi ý đồ đạp đổ những giá trị nhân bản văn minh của nước Mỹ. Cho nên không phải chờ tới năm cuối nhiệm kỳ 1 là thời gian chuẩn bị tổng tuyển cử. Ông Trump bị lôi ra đàn hạch, tiếp theo những cuộc khoạnh hoẹ quanh vụ đại dịch virus đầu, trong cuộc bạo loạn do BLM, Antifa, Anarchy hung hãn phát động trên khắp lãnh thổ, với sự điều khiển ẩn mặc của ai đó và sự tiếp tay của hệ thống truyền thông bất lương, mà thật sự nó đã nhất loạt nổ ra ngay từ cái giây phút ông Trump được công nhận là người thắng thế trong cuộc bầu cử ngày 3 tháng 11 năm 2016. Nhìn vấn đề một cách nguyên ủi, đầu đuôi gốc ngọn như thế, người ta mới hiểu được kẻ chính người ta. Từ đấy, nhận ra cái thế chênh vênh, nguy hiểm, mất còn của Hoa Kỳ hôm nay. Thưa quý vị, bây giờ chúng tôi xin bước vào phần thứ tư, tức là phần cuối cùng. Qua những suy tư và những diễn biến đau xót kể trên, chúng ta chuyển vào phần thứ tư, kết thúc bài chia sẻ với những sự kiện thật và người thật. Từ đấy trả lời cho câu hỏi, những công dân hiền lương, chân thành, yêu thương đất nước này phải làm gì để kịp thời cứu vãn tình trạng hoảng loạn, tưởng như vô chính phủ hiện nay trước khi quá trễ. Trước hết, tôi xin trích đọc hầu quý vị những dòng sau đây của tác giả Nguyễn Thị Bé Bảy, đăng ngày 19 tháng 8 năm 2020, với tiêu đề Sự phân biệt chủng tộc có thể chế. Cô viết như sau. Thưa quý vị, đất nước chúng ta đang gặp khó khăn nguy hiểm,
quý vị có kết luận gì khi chứng kiến những kẻ cướp bóc và bạo loạn kiểm soát đường phố của chúng ta, trong khi cảnh sát cũng hiện diện tại đó nhưng không thể làm được gì để đối phó vì họ bị trói tay bởi những luật lệ của nhà cầm quyền địa phương dân chủ? Quý vị có kết luận gì khác khi những kẻ thống trị truyền thông, những nhân vật nổi tiếng và những chính trị gia bất lương cùng nhau ngụy biện cho những tên phạm pháp nhân danh công bằng xã hội? Quý vị có kết luận gì khác khi các tập đoàn lớn vội vàng cam kết ủng hộ hàng triệu Mỹ Kim cho các tổ chức như BLM để mua lấy sự an toàn bản thân khỏi cỗ máy thù hận của cánh tả? Và như thế, đã đến lúc chúng ta phải phổ biến những thông điệp khác thôi. Hoa Kỳ là một đất nước tuyệt vời cho tất cả mọi người, mọi chủng tộc, cho những người làm việc chăm chỉ và chơi đúng luật. Những tiếng nói hùng hồn, mạnh mẽ như Candace Owen, Larry Elder, Brandon Tatum, Burgess Owen và Jason Riley là những thanh niên da đen đang cất cao để chống lại sự xấu xa và họ đang mắt thấy tai nghe. Đó là những lời nói dối mà tác dụng của nó là hủy diệt nước Mỹ thân yêu của chúng ta. Và sau đây là những thông điệp của họ, thông điệp của những người Mỹ đen chống lại những lời nói dối có tác dụng và có khả năng hủy diệt nước Mỹ của truyền thông thiên tà và chính trị con buôn. Đầu tiên là câu hỏi của cô Candace Owen. Không một ai, không có bất cứ một người nào bênh vực hay bào chữa cho thủ phạm gây ra cái chết của George Floyd. Vậy thì tại sao các cuộc bạo động lại xảy ra? Và cô tự trả lời, bởi vì đó là điều giới truyền thông muốn nó xảy ra. Và rồi cô lên tiếng mời gọi như sau: những người Mỹ da đen hãy thức tỉnh, hãy tự thăng tiến và đừng để cho giới truyền thông mệnh danh là dòng chính làm chủ quý vị. Đến người thanh niên thứ hai, và đây là tuyên ngôn của anh Larry Elder. Một trong câu chuyện lớn mà Fake News thường rêu rao, đó là sự phân biệt chủng tộc có thể chế, có cấu trúc và có hệ thống vẫn là một vấn đề lớn tại Hoa Kỳ. Trong khi trên thực tế, chủng tộc không bao giờ là rào cản đáng kể cho sự thành công trên đất nước này. Và đây là người thứ ba, là anh Brandon, với lời nhắn nhủ như sau: đừng để truyền thông đánh lừa quý vị. Đa số người Mỹ ủng hộ cảnh sát, không ủng hộ việc phá hủy thành phố của họ. Vấn đề lớn nhất với sự trưởng thành của người Mỹ da đen không phải là sự phân biệt chủng tộc, không phải là sự tàn bạo của cảnh sát hay tội phạm giữa những người da đen với nhau, mà là sự tẩy não tâm thần. Và bây giờ là người thứ tư, anh Burgess Owen khẳng quyết rằng đối với người da trắng cấp tiến, không có gì đáng gờm hơn một người da đen có giáo dục và biết kính sợ Thiên Chúa. Anh nói tiếp: không đâu, người bạn thân của tôi ơi, không có chủ nghĩa phân biệt chủng tộc có hệ thống tại Hoa Kỳ, chỉ có chủ nghĩa Marxist tinh hoa có hệ thống là ác quỷ. Nó được sử dụng, được lạm dụng để loại bỏ bất cứ ai hầu giành lấy quyền lực cho họ. Và cuối cùng là anh Jason Riley đã có nhận định như sau: sở dĩ các nhà hoạt động da đen và da trắng cấp tiến nhấn mạnh tới sự phân biệt chủng tộc
vì nó phục vụ lợi ích của chính họ, chứ không phải vì nó thật sự cải thiện địa vị của người da đen. Dứt ở đây mấy nhân vật mà cô bé Bảy đã nêu ra. Và bây giờ, để minh họa cho sự man rợ phi nhân tính của hệ thống truyền thông quá tải, tôi xin tóm tắt thật ngắn những chia sẻ chân tình của em Nick Sandman, một nạn nhân và cũng là một người hùng, trong dịp em được mời phát biểu tại Đại hội Đảng Cộng Hòa mới đây. Theo lời kể của Nick, thì chỉ vì mang chiếc mũ ủng hộ sự sống của thai nhi trên đầu mà em đã bị những phần tử cực đoan tấn công. Khởi sự câu chuyện chỉ vỏn vẹn có thế. Nhưng ngay sau đó, cả một hệ thống truyền thông thiên tả, trong số có đài CNN và tờ Washington Post, đã hùa nhau đánh hội đồng em qua những lời mạ lị phi lý. Và sự kiện này đã tạo nên một cú sốc kinh hoàng, làm tổn thương em về nhiều phương diện, thể chất cũng như tinh thần. Để trả lại sự thật cho công lý và một bài học đích đáng cho những kẻ lạm dụng đệ tứ quyền trà đạp kẻ yếu, miễn cưỡng em phải nhờ đến sự can thiệp của luật pháp. Kết cuộc, phía truyền thông cánh tả đã phải bồi thường cho em mấy trăm triệu đồng. Tôi xin mở dấu ngoặc ở đây để nói tại sao này không có con số chính thức mà em lại chỉ nói mấy trăm triệu đồng. Theo cái nhận định riêng của tôi thôi, thật hư ra sao tôi không có rõ. Có thể là vụ kiện này không được xử một cách từ đầu đến cuối ở ngoài tòa mà đã có cái sự điều đình đằng sau. Luật cho phép điều này. Và vì vậy cho nên có thể có một cái sự cột buộc không được tuyên bố rõ con số bồi thường. Tương tự như trường hợp ông Vĩnh Bình là cái người mà đã kiện chế độ Hà Nội, sau đó cũng chỉ là hai lần cũng đều chỉ là điều hình ở đằng sau và không có biết đích xác cái số tiền bồi thường bao nhiêu. Và vẫn theo lời kể của Nick, điều này cho chúng ta thấy rằng cái số tiền mấy trăm triệu đó chắc là lớn lắm. Bởi vì theo lời của Nick thì riêng tờ Washington Post, văn phòng luật sư của em đã đòi phải bồi thường cho em tới 250 triệu Mỹ kim. Kính thưa quý vị trưởng thượng và các bạn, những điều tôi vừa trình bày chính là sự thật về khía cạnh tiêu cực của truyền thông Mỹ quốc. Khi đã bị chi phối mua chuộc bởi tiền bạc lợi nhuận từ những thế lực trong nước hoặc ngoại lai, cụ thể là các chính trị gia thời cơ thiên tả đang khuynh loát Đảng Dân Chủ và nhất là Đảng Cộng sản Trung Hoa dưới thời Tân Hoàng đế Tập Cận Bình. Như thế, những công dân Mỹ chân chính phải làm gì lúc này? Để kịp thời cứu vãn tình trạng giống như một thứ ung thư dịch tễ này, trước mắt người dân Hiệp Trung Quốc, bao gồm những sắc dân thiểu số, trong đó có bà con Việt Nam chúng ta cần rất nhiều những khuôn mặt anh hùng cương quyết và can đảm như em Nick Sandman. Khi bị truyền thông báo chí thiên tả tấn công làm nhục vô căn cớ, thì dứt khoát chúng ta không sợ hãi, phải mạnh dạn dám đứng lên đối mặt với kẻ xấu. Đấy là phương cách chúng ta sử dụng quyền chính đáng của người công dân luôn được hiến pháp bảo vệ trong một nước tự do dân chủ hàng đầu như Mỹ quốc. Ngoài giải pháp cấp thời trước mắt như vừa kể, về đường dài, cũng với tư cách công dân, mỗi người còn có trong tay một vũ khí có sức mạnh vạn năng, đó là lá phiếu. Tính từ hôm nay, Chủ nhật mùng 6 tháng 9 đến ngày mùng 3 tháng 11 tới đây, chỉ còn vỏn vẹn có 57 ngày là đến ngày bầu cử. Giữa ứng viên của Đảng Dân Chủ và ứng viên của Đảng Cộng Hòa, hẳn quý vị đã quá biết ai là người sẽ được quý vị chọn mặt gửi vàng. Vì tính cách đặc thù của cuộc bầu cử năm nay, ngoài lá phiếu dành cho Tổng thống và Phó Tổng
chúng ta không thể bỏ qua việc dồn phiếu cho các ứng viên dân biểu và thượng nghị sĩ Cộng hòa và Quốc hội, hầu có thể giúp cho chính quyền mới có đa số cả lưỡng viện trong nhiệm kỳ 4 năm sắp tới. Bởi vì kinh nghiệm cho chúng ta thấy, trong những năm vừa qua, trong nhiệm kỳ thứ nhất của Tổng thống Trump, ông đã gặp rất nhiều khó khăn bởi vì Hạ viện đã nằm vào trong tay bà Pelosi thuộc Đảng Dân Chủ. Vì thế, cho nên đã bị làm khó rất nhiều. Biết bao những điều ông muốn làm, ích quốc lợi dân. Ông muốn trả lại cho cử tri tất cả những gì ông đã hứa trong lúc đang vận động bầu cử. Nhưng mà một phần đã bị thất bại. Thí dụ như là cái Obamacare chỉ thành công được một phần mà thôi. Chính là vì ở Hạ viện, ông Trump đã không có đa số. Ngoài ra, để tránh cái lá phiếu không bị kẻ gian đánh cháo hoặc hủy hoại, chúng ta dứt khoát không bỏ phiếu qua đường bưu điện, mà sẽ đến tận phòng phiếu để đích thân thi hành nghĩa vụ công dân của mình. Chắc có người sẽ hỏi, trong tình trạng dịch bệnh hiện nay, làm sao chúng tôi có thể đi bầu cho được? Điều này, tôi vừa mới đọc một bản tin khá đặc biệt. Đó là điều may mắn, chúng ta không phải lo đến vấn đề lây nhiễm virus Vũ Hán theo những cái điều mà truyền thông mô tả lâu nay. Mới hai hôm trước đây thôi, bác sĩ David Price hiện đang làm việc trong ICU của Bệnh viện Nữ Ước đã có những lời chia sẻ đầy lạc quan. Là người trực tiếp chăm sóc các bệnh nhân nguy tử, ban đầu ông rất sợ. Nhưng qua kinh nghiệm bản thân, trong suốt mấy tháng qua, ông nhận thấy việc tránh con virus này không có khó. Theo bác sĩ Price, ông không tin rằng chuyện nhiễm bệnh có thể có từ không khí. Cách truyền bệnh duy nhất là qua tiếp xúc với những người có mầm bệnh. Mà để tránh mầm bệnh, chỉ điều quan trọng nhất là bàn tay nếu có đụng vào một người hay một vật thể nào bị nghi ngờ là có bị lây nhiễm thì trước hết phải rửa thật kỹ và có thể dùng loại dung dịch tẩy trùng chứa trên 60% chất cồn, nhất là khi đụng vào mặt, đụng vào những quan năng như là mắt, mũi hay miệng. Tuyệt đối không bao giờ dùng tay dơ hay vừa đụng chạm vào những cái vật có nghi ngờ để đưa lên mặt. Khi có việc phải đi ra ngoài thì luôn luôn phải mang mặt nạ. Theo bác sĩ thì cũng không cần phải loại đặc biệt dành cho bác sĩ. Luôn luôn giữ khoảng cách 2 mét khi tiếp xúc với các cá nhân bên ngoài hoặc 6 feet khi tới những nơi đông người. Bác sĩ Price tuyên bố nguyên văn như sau. Nếu giữ được như vậy, có thể bảo đảm 100% sẽ không bao giờ bị nhiễm bệnh. Với bản tin này, chúng tôi nghĩ rằng chúng ta có thể an tâm đến ngày 3 tháng 11 tới đây, tự mình tìm tới phòng phiếu, mặc dầu phiền hà mất thì giờ, nhưng mà đây là một cái lần quyết định cả một cái tương lai quan trọng, cho nên chúng ta đành phải cố gắng hy sinh vượt qua. Bây giờ chúng tôi xin kết thúc câu chuyện ở đây để dành cho quý vị có những ý kiến đóng góp. Và khi đóng góp như vậy, chính cá nhân chúng tôi cũng được học hỏi từ quý vị. Và một lần nữa, cảm ơn quý vị đã theo dõi phần chia sẻ của chúng tôi. Và cũng lần nữa, cảm ơn ban tổ chức đã cho tôi có cơ hội được nói chuyện với quý thính giả hôm nay.